hơn, cao lên nữa nữa. Yeah.
sao Phật giáo đông nhất giáo hội, để ngộ tăng đông mỹ đường quảng hà độ trường lão hòa thượng kế tùy bát nhị biến tàng bát niên thân đạo biết bằng chi đồ ngang bằng tôn chứng chúng sinh sướng lòng dân chờ tiếng tiếng phân tình thiền đáng an dân đạo sư A Di Đà Phật, Nam Mô Tiếp Dẫn đạo sư A Di Đà Phật, Nam Mô Tiếp Dẫn đạo sư A Di Đà Phật.
dạ. Che che. Ông lên xe luôn. Dạ dạ. Rồi xong, kính chào mọi người nha.